cậu là mình ngạc nhiên đó. Không ngờ người đóng vai hiệp sĩ áo giáp đen lại là Cindy Chiến. Cả một điện thoại cũng không nhớ, vậy mà cậu lại dám bước ra sân khấu đóng vai chính nữa chứ. Nếu như lúc đó chúng ta cứ tiếp tục không lần kịch bản, giờ thì sẽ trở thành thảm họa luôn. Cái con nhỏ Sonoko nữa. Gì? Cậu biết hung thủ là ai rồi sao? Phải, là một trong số bốn người mà cảnh sát đang tra hỏi đó ra. Anh chàng diễn viên chính trong phim này đẹp trai thiệt á. Xấu xí. Người ta đẹp vậy mà chơi xấu. Cũng không, là trai đi thôi thì đúng rồi. Bây giờ cậu đang làm nhảm cái gì vậy hả Cindy Chiến? Không có gì đâu, cậu thử nhìn cái con số ở ngoài kia thôi.